Thu Nga của Đài Truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thì chúng tôi được hân hạnh làm việc với lại giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc trong chương trình Kinh tế Tài chánh và Công nghiệp. Thì trước tiên Thu Nga xin được chào giáo sư Khương Hữu Lộc ạ. Dạ vâng, kính chào chị Thu Nga. Rất hân hạnh được làm việc với chị ngày hôm nay trong chương trình Kinh tế Tài chánh thưa chị. Dạ vâng, cái việc mà kinh tế đó và giữa những cái các nước ở Âu Châu với Nga thì như thế nào? Về cái việc mà Ukraine và Nga thì vẫn còn tiếp diễn thưa giáo sư. Dạ thưa đúng như vậy thưa chị. Kinh tế của Nga theo sự tiên đoán của Ngân hàng Thế giới, đó là World Bank, thì họ tiên đoán rằng kinh tế của Nga sẽ đi vào suy thoái từ 9-10% trong năm 2022. Đó là một điều rất là cần thiết và rất là tai hại cho kinh tế của Nga. Mặc dầu họ đã dự trữ một số tiền rất lớn trong quá khứ vì giá dầu thô, dầu hỏa gia tăng, nhưng mà kinh tế của Nga càng ngày càng kiệt quệ và kéo dài thì kinh tế Nga sẽ cách tầng. Tuy nhiên, Âu Châu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Khi Âu Châu, cộng đồng Âu Châu, EU đã biểu quyết rằng cuối năm nay sẽ hoàn toàn tẩy chay dầu khí, dầu ngã của Nga. Điều này đã làm lên áp lực nặng lạm phát cũng như là kinh tế của bên Âu Châu. Mà quốc gia bị nhiều nhất là Đức Quốc thưa chị. Đức chập cản dầu khí dầu hỏa của Nga nhiều nhất trong khối Âu Châu. Thì bà Giao Linh đó, lúc đầu thì bà cũng nói rằng cái kinh tế mà mình nói về Mỹ đó thì bà nói thì chắc cũng chưa có gì nguy hiểm, nhưng mà bây giờ bà cũng công nhận thì nước Mỹ cũng nằm ở trong cái sự mà suy thoái về kinh tế. Thì giống như giáo sư vừa nói thì là lo do cái việc mà xăng dầu của Nga, nhưng mà người ta nói rằng Nga đó nó cũng không có lo lắm, tại vì bây giờ nó vẫn tiếp tục với Ukraine là mình không nói gì rồi. Nhưng mà họ bán dầu cho Trung Cộng rất là nhiều. Thành ra bây giờ Nga nói rằng họ vẫn có thể là cái tìm đường mà có thể là không có bị nghĩa là suy thoái hay là ảnh hưởng giống như là người ta nói. Thì không biết cái chuyện đó có đúng hay vậy hay không thưa giáo sư? Dạ vâng, thứ hai chuyện, chị đề cập đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất là bà Tổng trưởng Janet Yellen, thì bà là tổng trưởng tài chánh ngân khố bây giờ. Trước kia bà là tổng thống đốc của Quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ. Đó là một vị trí rất là quyền hạn và có nhiều hiểu biết. Bà đã nhìn nhận trước lưỡng viện quốc hội rằng bà hoàn toàn sai lầm khi bà đánh giá rằng giá cả gia tăng này là chuyện tạm thời mà thôi. Bây giờ bà lật ngược lại, bà nói rằng không phải chỉ gia tăng tạm thời mà nó gia tăng rất là vũ bão và rất khó giải quyết dài hạn. Đó là một cái điều mà sự sai lầm của mặt tổng trưởng tài chánh. Thì phương diện của Nga, thì Nga sở dĩ mà Hoa Kỳ và Âu Châu đó đặt lên cái áp lực rằng khối Âu Châu phải trước sau gì phải rút ra không mua dầu khí dầu hỏa là tại vì nếu còn dầu khí dầu hỏa đó là một cái lỗ hổng, chẳng những Nga không bị thiệt hại về tài chánh mà dầu khí dầu hỏa gia tăng đó thì Nga bên Âu Châu tiếp tục mua, đó là một lỗ hổng mà tài trợ ít lắm là cho 40% ngân sách của Nga. Bây giờ khi họ quyết định rằng họ chấm dứt đây là một cái khối nhập cản dầu khí dầu hỏa nhiều nhất của Nga. Nga không thể nào tìm một cái thị trường nào để thay thế cho dầu khí dầu hỏa của khối Âu Châu. Mặc dù trong mấy tháng nay họ đã tiếp tục bán cho Trung Cộng rất nhiều, họ bán cho Ấn Độ rất nhiều. Nhưng mà kinh tế của Trung Cộng năm nay rất là trì trệ. Đây là lần đầu tiên sau 50 năm kinh tế của Trung Cộng, GDP của Trung Cộng trong năm nay tiên đoán là chỉ gia tăng có 2% mà thôi. Vì họ bị hoành hành bởi Covid ở Thượng Hải và ngay bây giờ ở Bắc Kinh thưa chị. Vâng, và cái việc mà lạm phát ở Hoa Kỳ bây giờ mà có muốn mà deny đi nữa thì cũng không thể nào mà deny được. Tại vì xăng thì lên và thực phẩm bây giờ đó, giáo sư cũng biết là khi mà chúng ta đi vào ở trong những nhà hàng đó, cái portion của nó nhỏ đi mà cái giá tiền thì lại tăng thêm. Và bao nhiêu những cái kệ hàng ở trong những cái tiệm tạp hóa hay bất cứ một cái tiệm nào, rồi xe thì cũng thiếu như vậy. Cho nên cái nạn lạm phát này thì không biết tới chừng nào nó chấm dứt, và nó không có chấm dứt hay không. Đến độ mà bây giờ ông Biden đó, ông cũng phải là coi như là đang nới lỏng cái chuyện mà gọi là cái thuế quan tariff với là Trung Cộng, vì cái nạn lạm phát gia tăng. Thì thưa giáo sư suy nghĩ như thế nào, và có đúng như vậy hay không ạ? Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị. Chúng ta đều thấy rằng hàng hóa ở trong supermarket, món hàng nào nó cũng gia tăng. Và ngay cả sự thiếu hụt của hàng hóa, có nhiều cái
cái kệ hàng hóa nó trống rỗng, không có đủ đồ, thành Dạ. ra sự gián đoạn chuỗi cung là một yếu tố. Yếu tố thứ nhì là khi xăng nhớt gia tăng thì tất nhiên hàng hóa phải gia tăng. Và cái yếu tố thứ ba đó là như chị nói đó, khi mình vô trong tiệm Việt Nam đó, mình ăn đó một cái tô phở hồi xưa 5-6 đồng, bây giờ 12 tới 14 17 đồng là đồng chuyện ạ. Dạ thường. 17 đồng. 17 đồng là Dạ chuyện vâng, thường lắm 17 rồi đồng đó. dạ. Thành ra cái điều đó là mình phải hiểu và thông cảm cho những nhà bán lẻ, họ bị áp lực rất nhiều. Cái căn bản của nạn lạm phát nó rất là sâu sắc, và cái danh từ hiện tại là một cái danh từ tình trạng kinh tế nạn lạm phát bây giờ, kinh tế đó mà quỹ tiền tệ liên bang hay là ngân hàng thế giới họ lên báo động đó, là tại vì cái danh từ chuyên môn họ gọi là stagflation. Stagflation là một danh từ tiếng Anh, họ Dạ. gồm họ hai chữ họ gồm vào với nhau, stag có nghĩa là stagnation, có nghĩa là ứ động, inflation là inflation. Stagflation và inflation họ gộp chung là một chữ là stagflation. Là tại sao? Là tại phần nhiều đó, khi nạn lạm phát mà gia tăng đó thì nó không có đi chung với lại kinh tế trì trệ. Khi mà kinh tế trì trệ thì người ta tiêu thụ ít hơn thì nó không có gia tăng nạn lạm phát. Như sau thời Covid đó, mình thấy rõ đó, người ta bắt đầu người ta tung tiền lãi đó, kinh tế gia tăng trở lại thì gia tăng tiền lãi, đó là đúng rồi. Nhưng mà đây là một cái tệ trạng mà nó xảy ra, nó giống như cái tệ trạng của thời 75-80. Cái thời đó là thời Jimmy Carter, và ông tổng thống đốc của quỹ tiền tệ liên bang là ông Paul Volcker đó, ông khủng hoảng, ông không biết làm gì, ông gia tăng tiền lãi từ từ lên tới 18% và đưa Hoa Kỳ và thế giới đi vào một cái khủng hoảng toàn cầu lớn nhất. Thì cái tình trạng mặc dầu nó khác nhau nhưng mà những cái dấu hiệu cho thấy đó là stagflation, đó là cái lo ngại. Bà Janet Yellen đã tuyên bố rằng vì nạn lạm phát khó giải quyết, Hoa Kỳ đã thư giãn thuế quan. Thuế quan là tariff mà Tổng thống Trump đã áp đặt, và chúng ta cộng đồng Việt Nam đây ai cũng hoan nghênh để mà chế tài và kiềm chế Trung Cộng. Và thuế quan vẫn còn giữ, Tổng thống Biden từ lâu muốn muốn thuế bỏ, nới bỏ, nhưng mà bị áp lực rất mạnh của lưỡng viện quốc hội cho nên không nới bỏ, vẫn giữ vững. Bây giờ trong cái tình trạng kinh tế mà nạn lạm phát như vậy, đời sống người dân khó, và mùa bầu cử sắp đến trong cái gọi là trong cái bán kỳ này đó, thì họ sợ mất cái ghế trong hạ viện thượng viện, cho nên họ phải cố tình phải giải quyết cho thế nào cho nạn lạm phát thấp. Thì một trong những điều đó là cho Trung Quốc buôn bán những cái đồ linh tinh, những đồ rẻ chứ phải là công nghệ cao, mà miễn thuế quan. Là tại lập luận của bà Janet Yellen thật sự nó có phần đúng trong đó, là lập luận của bà nói rằng thuế quan đập vào những cái món đồ hàng này người ta vẫn mua như thường, có nghĩa là người dân vẫn trả, thuế quan nó không ảnh hưởng đến chính phủ nhiều mà ảnh hưởng người dân nhiều, thành ra bây giờ họ bỏ bớt. Nhưng mà tôi hy vọng là họ không bỏ toàn diện, là tại như vậy đó thì chuyển đâu vào đó, cái áp lực cho Trung Cộng nó không còn hiện hữu nữa thôi chị. Dạ vâng, đúng như vậy, người nào cũng chống Trung Cộng nhưng mà họ lại khoái mua đồ từ tàu qua là tại vì nó quá rẻ. Cho nên dạ, cho nên á là nếu mà dỡ bỏ hoàn toàn đấy coi như là đâu cũng vào đó mà thôi. Vâng, như vậy thì những cái dấu hiệu này nó có thấy là một cái nguy cơ một khủng hoảng thật là trầm trọng hay không? Tại vì suy thoái đã diễn ra là nó quá nặng rồi, 8.6% cao nhất trong cái 4 thập niên qua. Như vậy thì thưa với anh là nó cái khủng hoảng này nó có thật sự xảy ra hay không, và những cái nước nào trên thế giới mà bị ảnh hưởng nhiều nhất rồi về những cái vấn đề này thưa anh? Vâng, thưa, nạn lạm phát gia tăng đó thì chắc chắn sẽ đưa đến khủng hoảng kinh tế, GDP suy giảm nhiều. Ngân hàng quốc tế đã giảm đi cái mức gia tăng của GDP toàn cầu từ 5.5% xuống 2.9%, có nghĩa là giảm gần như 3%, rất là nhiều chỉ trong một năm thôi. Mà nếu mà cứ tiếp tục giảm 3% 2 năm thì nó đi vào suy thoái, đó là chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng mà cái tình trạng kinh tế hiện tại của trên thế giới nó khác của thập niên 80 là ở điểm như thế nào? Mình phải chia, khi mình nói kinh tế, mình phải chia ra từng khối kinh tế hay từng quốc gia. Ví dụ như Hoa Kỳ là một khối, Âu Châu là một khối, bên Á Châu đó thì Trung Trung Cộng là một nhóm riêng, và toàn thể Á Châu khác, và một khối là đệ tam quốc gia. Bây giờ mình nói đệ tam quốc gia nhất, những quốc gia như là Uganda hay là những quốc gia bên Phi Châu, họ sẽ khổ sở vô cùng, đang khổ sở vô cùng vì họ tùy thuộc vào ngũ cốc từ Ukraine và từ từ Nga. Người dân có thể sẽ chết đói cả triệu người
trong thời gian tới vì Nga phong tỏa và cộng thêm nạn lạm phát gia tăng nữa, thì đó là cái điều vấn nạn của những quốc gia đó. Bên Trung Cộng thì bị suy thoái, mặc dù suy thoái là GDP đi xuống nhưng mà họ vẫn sẽ ở cái mức zero hay là 2%, thì nó tệ hại vô cùng. Trung Cộng 50 năm trời chưa bao giờ GDP mà gia tăng 2% hay là 1%, vì như vậy không đủ nuôi dân. Nhưng mà họ chưa đi vào hướng âm. Còn đi vào hướng âm đó là những quốc gia, ở một vài quốc gia trong khối EU, vì những quốc gia này tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa của Nga rất nhiều. Ví dụ như Đức là một lãnh đạo của khối EU sẽ đi vào hướng âm là tại vì họ tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa, trong khi Pháp thì không bị, là tại họ xài nguyên tử lực rất nhiều. Hoa Kỳ thì GDP năm nay họ tiên đoán là gia tăng khoảng 2% thôi, so với 3.5%, là tại vì Hoa Kỳ không tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa của Nga, và Hoa Kỳ cũng không thuộc về ngũ cốc của Nga. Đó là những quốc gia nó khác, tương tự khác nhau, nhưng mà những cái đe dọa này nó lâu dài, nạn lạm phát sẽ gia tăng, quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ là bây giờ hiện tại khối Âu Châu cũng gia tăng, và những quốc gia khác cũng sẽ đi theo đường lối của Hoa Kỳ. Thì khi mà quỹ tiền lãi gia tăng thưa chị, là kinh tế phải trì trệ lại mất. Nó ảnh hưởng nhiều như thế nào đối với Việt Nam, thưa giáo sư? Và Việt Nam đó thì không ảnh hưởng nhiều, là tại vì thứ nhất đó, kinh tế Việt Nam không tùy thuộc vào Nga, chỉ trừ một vài cái gọi là cái dự án, những cái chương trình xây những cái mỏ dầu vàng dầu và hỏa nó đang bị ảnh hưởng vì cái công nghệ đó, những cái project đó đang xây cất bị lỡ vỡ. Nhưng mà họ không tùy thuộc vào ngũ cốc của Nga, và của họ mặc dầu họ bị ảnh hưởng dầu khí dầu hỏa vì chiến tranh Nga thì giá dầu xăng gia tăng. Nạn lạm phát của Việt Nam bây giờ gia tăng lên khoảng 5%, trong lúc quá khứ chỉ 2% mà thôi. Nhưng mà GDP của Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều là tại vì bị liên hệ đến GDP của Trung Cộng. Khi Trung Cộng GDP trì trệ mà Việt Nam giao thương với Trung Cộng trên 40%, mua bán với Trung Cộng thì bị ảnh hưởng. Nhưng mà kinh tế của Việt Nam không đi vào hướng âm trong năm nay hay năm tới thôi vậy. Dạ vâng, và anh nói về cái vụ việc mà khủng hoảng, thì cái khủng hoảng của hiện thời bây giờ đó nó khác với năm 2020 ra sao, và cũng khác với 2008 ra sao, và cũng có một cái thời kỳ mà mình gọi là đại suy thoái, thì có thể nào nó tới cái mức đó không? Dạ vâng. Thưa đại suy thoái là 1930, đó là khủng hoảng toàn cầu. Cái thời gian đó là 1930, nạn đói trên thế giới, nó vừa inflation, vừa thất nghiệp mà vừa đủ thứ hết. Thì trước đó đó, cái thời điểm đó là không có cái sự thành lập của quỹ tiền tệ liên bang để dùng hệ thống tiền tệ để mà ảnh hưởng kinh tế, thời đó qua rồi. Hoa Kỳ và thế giới sẽ tránh không đi vào cái đại suy thoái đó. Nhưng mà một suy thoái không kém, đó là thời của Jimmy Carter 1975-80, thì cái stagnation á, bây giờ nó cũng giống như cái thời đó. Nhưng mà cái thời đó thì ông Paul Volcker gia tăng tiền lãi 18%, quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ đã học cái bài học đắng cay đó, sẽ không đi vào cái giai đoạn đó. Trên chúng ta thấy rằng khi họ gia tăng tiền lãi rất là chậm, từ từ, mà trước khi họ gia tăng họ tuyên bố rất nhiều để chuẩn bị tâm lý của giới đầu tư. Còn nó khác cái thời khủng hoảng của 2020 đó, thì như quý vị biết đó là do bệnh dịch Covid, GDP của Hoa Kỳ đi xuống tới 30% trong thời gian mấy tháng, nhưng mà mình biết đó là tạm thời. Khi mà có vaccine ra thì nó trở lại rất là nhanh chóng. Trên thế giới cũng vậy. Và nó cũng khác đi cái khủng hoảng của năm 2008, là cái thời mà mình nói là khủng hoảng vì do cái hệ thống tài chính ngân hàng subprime lending đó chị. Trong vòng 4 năm, Hoa Kỳ bắt đầu từ những ngân hàng như là Merrill Lynch và những ngân hàng too big to fail đó, thì kéo nguyên hệ thống ngân hàng thế giới đi theo. Thì cái khủng hoảng đó, đó liên hệ đến cái hệ thống ngân hàng cẩu thả, những cái điều kiện nó khác nhau. Một cái điểm khác nhau nhiều nhất của cái hiện tại, cái tình trạng của kinh tế của hiện tại, mặc dầu nạn lạm phát gia tăng nó rất là khó giải quyết, nhưng mà cái số tiền túi của người dân vẫn còn rất nhiều khi mà chính phủ gửi tiền về họ. Và ngay cả trong cái thời đại dịch đó, người ta không đi du lịch nhiều và ta tiết kiệm một phút nhiều, không lái xe nhiều, họ người dân vẫn còn có tiền để xài. Khi mà người dân có tiền để xài, và nếu mà Hoa Kỳ thay đổi cái chính sách là giải quyết cái nạn đói của những quốc gia khác, và giải quyết cho những công ty dầu khí dầu hỏa sản xuất trở lại như là chính sách của Tổng thống Trump hay những tổng thống khác đó, thì sẽ giải quyết một phần nào dầu khí dầu hỏa.
cái đường lối hiện tại của Tổng thống Biden rất là tai hại vì họ bó tay bó chân những công ty dầu hỏa. Thành ra có những phương cách giải quyết nó rất là khó khăn nhưng mà nó không có tệ tệ như những cái tình trạng của những năm trước thôi chị. À, anh cũng vừa nhắc cái vấn đề đó mà chúng tôi cũng xin muốn hỏi đó là anh cũng có nói rằng cái Hoa Kỳ nó không có bị ảnh hưởng nặng với cái năng lượng về cái nghĩa là từ Nga. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng rõ ràng có một cái sự khủng hoảng năng lượng xăng dầu. Vậy thì tại sao mà ông Biden hiện thời bây giờ ông không cho nối lại cái đường ống dẫn dầu và cho khai thác những cái năng lượng ngay chính ở trong Hoa Kỳ này mà phải đi xin ở Venezuela, đi xin ở Saudi Arabia, lại dỡ bỏ những cái cấm vận của những cái quốc gia mà trước đây cựu Tổng thống Donald Trump đã cấm vận? Thì thưa anh nhận xét như thế nào ạ? Vâng, đây là một đề tài mà tôi đã nêu ra gần như 3 tháng nay. Tôi nói đây là một đường lối rất là sai lầm của Tổng thống Biden. Nhất là khi mình tố cáo một quốc gia mà gọi là đàn áp dân Diệp chúng, dũng, không tôn trọng nhân quyền, một nhà độc tài Venezuela bây giờ lại năn nỉ người ta lại không trả lời điện thoại. Khi Tổng thống Biden gọi vào Thái tử Điện Hạ của Saudi Arabia, người ta không trả lời điện thoại, đó là cái nhục nhã. Mà nhất là Hoa Kỳ, không phải thời Tổng thống Trump không, mà ngay cả thời Tổng thống Obama, thời Tổng thống Bush, khi cho những công ty dầu khí dầu hỏa của Hoa Kỳ dùng cái fracking technology để khai thác dầu khí dầu hỏa, Hoa Kỳ chẳng những thừa sức mà lại còn bán lên toàn cầu. Bây giờ luật pháp tung gọi là đi quá mức để bảo vệ kỹ nghệ xanh, để bảo vệ môi trường trong cái khung cảnh mà thế giới đang hoằng ngoại vì chiến tranh Nga. Đó là một đường lối sai lầm cần phải được sửa đổi thôi chị. Dạ. Rồi thêm cái vụ mà dỡ bỏ cái cấm vận Cuba nữa, thì cái này nó ảnh hưởng như thế nào thưa anh? Vâng, Cuba thì nó đi một cái đường hướng tiêu biểu về chính trị, kinh tế, nhưng mà một quốc gia, một đảo quốc quá nhỏ, thành ra nó không ảnh hưởng trên thị trường quốc tế hay của Hoa Kỳ như thế nào. Nhưng mà cái như quý vị biết, như chị biết là kinh tế, chính trị và đường lối ngoại giao nó phải đi tuần hoàn với nhau. Và tuần hoàn ở nhất là trong cái khung cảnh của chiến tranh. Đôi khi kẻ thù của kẻ thù có thể là đồng minh trong thời gian ngắn hạn. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà gọi là đi về cái đường hướng rồi kỹ nghệ xanh, bảo vệ môi trường khi mà thế giới hoàn ngoại và sự gọi là ủng hộ của lòng dân của Hoa Kỳ và thế giới để chống Nga, để chống giúp đỡ cho Ukraine, thì cái đường lối nó phải thay đổi. Đó là một trong những cái biện pháp mà tôi thấy là có thể cho là có lý, là gỡ bỏ một phần nào thuế quan của những món hàng linh tinh của Trung Quốc để cho người dân dễ thở, vì họ cũng xài như thường mà thôi. Thành ra gỡ bỏ để cho người dân họ dễ thở thì họ có cái lòng tin là đời sống khả dĩ, thì họ mới có cái lập trường vững chắc để mà ủng hộ cho trong cái chiến tranh người dân của Ukraine chống chọi sự xâm lược trắng trợn của Nga thôi chị. Dạ vâng, và bây giờ cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra đó, thì với cái bầu cử giữa mùa tháng 11 này thì nó có thể là thay đổi cái cục diện chính trị và nó cũng có thể là thay đổi cái cục diện kinh tế tài chính của nước Mỹ. Thì theo cái sự nhận định của giáo sư, nó có một cái tia hy vọng nào cho người dân Mỹ hay không? Và cái suy thoái và những cái khủng hoảng này nó có thể đạt được với điểm nào đó rồi nó có thể chấm dứt hay không? Vâng. Thưa, sự thật ra là khi hiện tại một số những dân biểu đang ứng cử đó, một số đảng Cộng hòa đã nắm lại ưu thế. Hiện tại đảng Dân chủ nắm ưu thế ở Hạ viện và ở Thượng viện thì gần như ngang ngửa, nhưng mà có phó tổng thống lá phiếu của bà thì có thể lật ngửa thế cờ. Thành ra khi tòa Bạch Ốc và khi Hạ viện đi vào Dân chủ và Thượng viện thì một bên nửa lạng một bên tám cân, nó không có sự cân bằng. Nếu đảng dân và Cộng hòa giữ lại ưu thế, tôi hy vọng cái điều duy nhất là đảng Cộng hòa giữ lại ưu thế đó, một phần nào sẽ thay đổi đường lối về khí hậu thiên nhiên và thay đổi những đường lối mà đi quá khích. Một cái policy nào cũng vậy, nếu mà đi đến mức quá khích nó trở thành tai hại, dầu policy đó là một cái đường lối tốt nhưng mà nó trở thành quá khích, nhất là trong cái khung cảnh của thế giới và của đồng minh nữa thưa chị.
Dạ vâng, và về về cái việc mà có khủng hoảng năng lượng rồi lạm phát vân vân thì theo cái nhìn của giáo sư đó thì nó còn kéo dài nữa hay không? Và nếu mà nó không kéo dài đó thì nước Mỹ sẽ đi về đâu? Vâng, hiện tại thì kinh tế của Hoa Kỳ đó, GDP của Hoa Kỳ năm 2022 đó, GDP sẽ gia tăng khoảng 2%, 1.5%. Qua 23 đó có thể sẽ, nếu mà tiếp tục không gì thay đổi hết, sẽ đi xuống khoảng khoảng 1% hay là dưới 1%. Có nghĩa rằng trong cái hiểm họa đi vào suy thoái là như thế nào? Là GDP đi về hướng âm liên tục 6 tháng trời, có nghĩa là hai tam cá nguyệt, thì nó vẫn còn dài, nó còn lâu. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á, là hiện tại một cái ưu điểm hiện tại Hoa Kỳ có là nạn thất nghiệp rất là thấp, chỉ có 3.5% mà thôi, người dân vẫn còn có tiền để xài. Hai cái yếu tố này sẽ tiếp tục đưa Hoa Kỳ có thể vượt qua cái trạng này, nhưng mà cái đường lối về nhiên liệu phải thay đổi để giảm đi áp lực lạm phát, để Hoa Kỳ trên bình diện thế giới cứu vãn được khối Âu Châu khi họ rất cần dầu khí dầu hỏa của Hoa Kỳ để thay đổi của Nga, thưa chị. Dạ vâng, cái năng lượng mà dầu khí và cũng như là xăng là cái huyết mạch của mỗi quốc gia, và như lời của giáo sư thì chúng ta cũng hy vọng rằng sau cơn mưa thì trời lại sáng. Và Hay cảm là gì ơn, ạ? cảm ơn giáo sư đã đem những cái kiến thức về kinh tế tài chánh để mà có một cái buổi nói chuyện rất là hay và hữu ích ngày hôm nay. Và cảm ơn một lần nữa và hẹn gặp lại với giáo sư trong những chương trình kỳ tới. Và xin chào tạm biệt. Dạ vâng, xin kính chào, rất hân hạnh làm việc với chị ạ. Kính Dạ. chào ạ.